Hallelujah. Nơi thằng ngày này, lúc này bà bồn châm trọng bọn tổ. Mê điên đại lúc này bà bồn bàn riêng bà màn sạp đà mà hai. Cứ này dây âm bì bà rõ mà nẹ. Cốt trong bàn chì vật ọc cờ. Chỉ này bà màn ấy trong bàn chì vật ruột nơi bàn dù. Và khi em có trọng đại. Bàn dù mà giang cô bàn ấy ọc cờ chì này cứ lơ phê nọc thời tiên. Nơi không phải không bị lúc cao chung phục tích đáp khó mà phải bàm đọc xàm sắp bàm bì. Bên nụ miên bàn đất kháng vị này mà nè. Cảo cho tu bà giê xu. Không có bàm nông chấp cầm hộp bà ông. Mình đã miên cái thlop chấp cầm hộp lúc này bàm hộp nón. Vâng, miên. Vâng, chấp cầm hộp bà ông. Lúc rù, ta khi ông trâu thơ vầy khá là đàm bây ở bàn chì vật ở cao chân nịch. Bà giê xu miên bàm tu tư quát thập ta. Nơi không kết vị này. Vâng. Miên chánh ở vầy khá là. Bên lúc an, lúc dùl giang nam. Quật tùl bà Giê-xu, tùl tờ bà Giê-xu tha. Trâu sổ lanh bà ông mà chả. Chị bà rô bò nè. Ai ốc bì chật. Cầm nít bì sma ra đây. Nâng bì cầm lăng. Nâng ốc bì bà nhà. Lúc nè bà bôn cầm phlịch. Trâu sổ lanh bà ông. Ốc bì chật bì cầm nít bì sma ra đây. Nâng ốc bì bà nhà. Hai trâu sổ lanh. Quát như vậy bà bọn tiết ra. Trời sở lãnh bọn bọn ai tiết ai tiết ai bàn đôi sở lãnh khuôn anh. Đại. Và mắt nè sở lãnh khuôn anh. Và nhầm sở lãnh đại bởi thả sở lãnh khuôn anh tế. Lúc nè bọn bọn phải chìa. Giờ cho lão mai ta mơ nhầm chưa thả sở lãnh. Khuôn anh đại. Bởi vì xung minh bà bọn tu tới quát thả lúc cho lão trăm trời lọ nà. Bởi kì bàn bật đất. Kì chết về nây cho bác luôn. Bạn. Bạn cứ. Cứ quát. Quát bất chìa school. Bạn. Xong thuê đôi chân này tới. Lúc nâng miên chí vật ọc cao chân này mạnh khăn. Đâm bây bàn chí vật ọc cao chân này sẽ lãnh bảo ổng. Ở phía chất phía kìm đất. Phía bình nhàn phía smart ở đây. Hay sẽ lãnh bảo ổng đất tây chết ở đôi sẽ lãnh khuôn ái. Đâm bàn chí vật ọc cao chân này chạy. Vân tay. À chà nó. Trong bằng hai thật xâm đua rồi bà quát. Chia xâm đua tâm trời. Quát có xua bà Giê-xu tiết thả ta. Nó nà chế bằng ổng bà khuyên. Bà Giê-xu miên phía bàn tu tới quát tha. Chia bà sân à. Chị miền bà rà mẹ thơ đầm ná cho bì krong Jerusalem Chú tơ krong Jericho. Thơ đầm ná. Nơi xa mãi nó cứ kê đá bát. Kê chì lìa. Chẳng nẹ đá bì krong Jerusalem. Chẳng kết ta quát chì sạc dụ đá. Bát. Quát thơ lẹ tơ krong còn đạp đầy. Rồi bà phụ chào. Vì plon quát. Thaym tiàng vê đom quát. Ai rồi bố chìa tìm ngôn. Rụi nôm khăn nha. Rụt bát tơ. Lụi plon. Dô trọp xâm bát ở hai. Hay rút bắt tay. Túc quật chào. Túc nè đây mà chắc trọp nè chào. Anh ở đây sẽ đốt sẵn. Bắt xa mà ở đây. Mình đang khuôn bên nụ. Miền bố chí cha mời rụp. Thư đồng nà. Cho tàm phần nụ. Bố chí cha. Chí nè đây cử rụp có khai bọn. Chí nè đây school khách vị này. Chí nè school rồi biếp rồi bọn bọn. Quật thư đồng nà. Chí bố chí cha đây. Quật chí xa dư đạc. Quật thư đồng nà tàm phần nụ. Quật khơi bọn nụ. Có khơi đài. Quật có đào viên khu tử. Miên mà nẹ bị cọng lệ vi đà một đo cần lại nụ đai quát có khơi mà đó nụ hay có đà viên hô tờ lệ vi chia sạc hữu đà chia bụi bông nụ bà lục lệ vi chia nẹ squat bà ông khơi nẹ đà miên bà nhà hà đại đích sử dụng sử dụng đà tam phá lấy khơi đà viên hô tờ quập chuồn chia miên nẹ sọc xa mờ ri mà nẹ thưa đâm nà một tam phá lấy nụ đai quát khơi mà đó nụ quát miên chất ăn hất ở sâu chia bôn bệnh nà sạc xa mờ ri. Chia sát đài mình mình tầm nẹ tầm nông là ông mới sát Israel. Israel kia mình ẩm nuốt tha kê. Mình tầm nẹ tầm nông mới bảo ông sở lành kê. Tại sát Samari vinh. Ất mình mục mình một nơi khăn ông đâm bọn nụ tê. Cứ trở bàn sát Israel bàn tiếp bàn thảo. Vì lẽ quát khơi mình nẹ nè. Quát mình chất ảnh nất bốn bếch nè. Chất ảnh nất ở sô bốn bếch nè. Quát cổ chôl ra chất. Nẹ rồi bù dọc bệnh nàng xa chạy phì lưu mục. Rồi bù. Rôm rô bù, rùi quạt lực, nẹ rô bù, đã từ lời dân chùm đi rô bà quạt, nôm tập tè xâm nạ, hai thai tôm, nẹ rô bù nụ, xa ai lãng quạt dọc, prạ mộc prạ cùl, ai mẹ chạp tè xâm nạ, tèng phát đàm thả, xôm thai tôm bà rò, tèng nịp phong prạ sân bà, nẹ chùm nai lướt bì prạ, nì, bê khi nhóm tập lập mộc bình, khi nhóm nâng bằng chút bằng cục, khi nông chùm nòm, mô nụ tèng bày nẹ, ta lục dô tha nẹ nà, chắc tốt luôn chị bóng bồn. Nâng bỏ ra. Đại thật lệ tới khăn ông còn đạp đầy. Rồi bỏ phụ cho phần. Bà xin lúc này bóng bồn này khi nhầm thất này khăn ông có lại tình sạc. Đại trở bàn cho phần. Hay tốt cho nó tạm trên trang phần. Phải dừng trang khơi nè. Nhưng chưa tháng nó biết là khơi mà đúng không. Xong mà chui.
chui khiom phong mẹ nẹ mình chui pi nẹ mình chui phần tai nẹ tì bầy quật khơi quật miền chật đua là nát quật trong chui quật mưa thai do từ tiệt sầm nạn hai mưa thai hai bữa tối mà quật chun lôi từ đọt tiệt nẹ sầm nạn ở nẹ nô sầm nạn này hay quật thà đập về từ lọp bao bình ba sinh nhật trai lư pi nằng quật trong tranh lôi chun tiền nẹ đà miền chật là o lúc bận đất khang vì này cứ quật chết bập chết tầm lọp đằng ông pi đập biệt bập chết mẹ cha quật trong ban chi vật ở để tam đập biệt đập quật chỉ riêng đặc biệt bậc bệ chim cha nơi không phải không bị mà thai chấm phục đập rồi môi không mà phải làm tha nẹt na trong ban chỉ vật nẹt nút nâng bật bằng chỉ vật trong ban chỉ vật bài mình được lộ trong ban chỉ vật bài lục cầy trong ban chỉ vật bài bát ma nị dùng nâng bật bằng chỉ vật phần tai nẹt na bật bằng chỉ vật pru tài khiêm nẹt nút nâng ban chỉ vật màu vinh đã chỉ vật tài khôn phải khó đập bọc ông nẹt nút nâng ban chỉ vật hai chỉ vật này cứ ở cỏ trên nệch phong lúc nẹt bọc phong được riêng này nhiều âm pi bộ chỉ chàng, nhiều âm pi sa Levi, hay bộ kê đại school prong, bộ kê ở đằng âm pi đuông chất ở bờ bể chim cha, bộ kê ở thưa đôi tay prong trung sắp ở tay tay, tại sa Samari anh ông đại ở ban school bể chim cha phong cứ chọn quật thưa đôi đuông chất ở bờ bể chim ông cha, cứ quật có đang đại khơi nhận luôn đuôn đây đâu sẽ đằng nơi tam trên trăm phải quật kết thăng và xin như quật mình chui ta nẹn na nâng chui kê và xin như quật mình sùng kêu mà nẹn ta nẹn na nâng chui sùng kêu và quật khởi nẹn nó cứ quật miên chất cái đuôi là nứt khăng mình tên mình trầm ta cái đuôi là nứt nẹt khăng là nứt quật đài ở đây mình trầm ta cái đuôi là nứt cái đuôi là nứt đâu bà quật chum rung ở quật thôi cái ca mùi cứ quật trở lẹ bằng pel và lìa đâu bà quật lẹ bằng phep đài miên chiêm mình ấy quật chút sát hay quật nôm nẹt nâng châu tới gần lại để trời sạt nơi ba tiệt sầm nát ai quật sạt nơi đầm bầy ai quật tự ban nơi cả sĩ ba ní chỉ đuông chật ở rập bờ phía dưới Christ phong trong rụng đỏ mà nước cướp khnì để mía sa tăng ban chỉ chọn sừng cọt sừng cân phong trong rụng đỏ kì ở miền sài phèp miền nơi rừng mùi phía dưới Christ gặp tới phụ sa hay phụ sa ngal ngal thà ta khi mà chui vào ông bình cả mà thay cho phục tìm một phây pram khó tì xam phẩm phơ đọa sai sập phụ nẹ sất trở rất đẹp đẹp chư bảo ông năng tu lục bảo ông bình thả bảo bật bảo ông mà chăm ta dương khiêm đại khơi bảo ông clean hơi dốc mà hộp hà mà thoại bảo ông sao hơi khơi bảo ông sạch tức năng sạch tức hơi dốc tức mà thoại bảo ông sao bình ca ta dương khiêm đại ban khơi bảo ông chỉ chôn bảo tì hai tờ tuôn, prang ở sna nơi, sna asrai, hai khơi prang khmien sầm liệp mầm pẹt, hai yộc sầm liệp mầm pẹt thoại prang piên ca, ta dưng khi ông đại ban khơi prang prachun, rứa chuột khom khang, hai mao su sọc tục prang piên ca, prem hạc sạt, nương miền prem bản tu, tới kê thang, dưng sầm prap, ao nẹt ro khnien đằng chập thang, cướp pê đại nẹt prapết ẩm pê tiang nô, tới su sọc tục nẹt đam miền đam rời ca. Chui rụng đọc mà nụ ở miền sở rầy phiếp sở lanh chân chết bò rả tìm lúc nãy bông ôn bơ mơ nơi không xung cung chết dương chúng ta nhầm khởi thà nãy đài miền sầm bò khám khám mò phí phí phá phrích ưu rùn nơi lưu tức đầy dương hạ đôi chì kì mình sợ ai tầm lại thế bát mình sợ ai tầm lại xa đợt tì mà lưu nơi lưu tức đầy khám ai dương dương hạ đôi chì phlích kích âm phí quát thầy bây giê ta mà nó khớp khăn nhiệm xa đọt tầy mà nó lưu tắc đây nè anh thơ giờ lanh kê bởi bất lọ chung buộc kê bởi nây xâm đọc đọc kê bông pinh tùm râu ca đại kê ai trời ca bởi nè anh ai thua chăng nhầm xâm pháp nẹ rô khăn nhiệm ai đăng chế bạc thà khớp bê đại nẹ rô khăn nhiệm bởi bất ông bơ thường nô chung buộc nẹ tội ta chương kê bông phật đá chì bông phô ôn rô bỏ dưỡng ní nẹ rô khăn nhiệm có đôi chì bàn bởi bất chung buộc dương đài lúc này bông ca bà bích chung phu nạn nà đã on sao ấy tôi tiếp đôi chì bà bích chung phu bệ cho ông mà chả đài chung chưa thật lúc này bà bông tăng ọc nên miền chất đu lần nặng chung phu nạn gây cỏng dương bà bích chung phu nạn đài khoa khát nạn đài miền đầm rời ca dương mình miền bà bích đầm bây lưu kích thầy dù hiền khi ông thua bôn bà nam khi ông thua bôn bà nó dương mình bàn chấp bạch dì bà này dương thua đôi dân thừa thoại thật đó bà ông miên bà rõ mà nè
ក៏ឆ្នាំ1950ឈ្មោះថាអង្គការទេសនាពិភពលោកលោកម្នាក់នឹងគឺគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតគាត់បង្កើតអង្គការមួយហ្នឹងក្រោយមកគឺលោកបានស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែអង្គការរបស់លោកនៅតែមានសកម្មភាពនៅឡើយលោកឈ្មោះថាបបភីសកាលនៅឆ្នាំ2017ដល់7អង្គការរបស់លោកចំណាយលុយអស់2000 2000 ឆ្នាំទៅមិញនេះឆ្នាំ2019ឆ្នាំទៅមិញនេះលោកបានអង្គការរបស់លោកបានចំណាយលុយជាង1000លានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សដែលមានតម្រូវការអង្គការរបស់លោកនៅប្រទេសចំនួន170ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកម្នាក់តើដែរនឹងឯងគាត់បង្កើតអង្គការមួយទៀតនៅឆ្នាំ1970អង្គការមួយទៀតអង្គការទីមួយដែលលោកបង្កើតឈ្មោះថាទស្សនៈពិភពលោក World Vision អង្គការទី 2 ដែលលោកបង្កើតឈ្មោះថាអង្គការសាមារីតិនស្ពើសឬក៏កបបលុយសាសសាមារីបើហើយជាគាត់យកគំនិតអំពីសាសសាមារីដែលមានចិត្តល្អនឹងមកហើយមកធ្វើ 1970 គាត់បង្កើតទៅឆ្នាំទៅមិញនេះអង្គការរបស់លោកចំណាយលុយចំនួន 709 លានដុល្លារ 709 លានច្រើនទេលោកអ្នកបងប្អូនច្រើនទេច្រើនកិច្ចការដែលអង្គការរបស់លោកធ្វើគឺមានសកម្មភាពច្រើន ហើយ ខ្ញុំ ចូល Google មើល គឺ មាន គេ ឲ្យ យន្ត ហោះ ចំនួន 15 គ្រឿង យន្ត ហោះ 15 គ្រឿង ទៅ អង្គការ របស់ លោក ដើម្បី ជិះ យក ជំនួយ ម្ហូប អាហារ ផ្សេង ផ្សេង ទៅ ជួយ ប្រទេស ផ្សេង ផ្សេង វ៉ាវ មនុស្ស ម្នាក់ គាត់ ស្លាប់ បាត់ ទៅ ហើយ កិច្ច ការ ដែល លោក ធ្វើ នៅ តែ បន្ត នៅ ឡើយ លោក អ្នក បង ប្អូន ការ ដែល ជួយ អ្នក ដទៃ ទៀត មិន ចាំ បាច់ ចាំ មាន លុយ ច្រើន ចាំ ជួយ ទេ ចាប់ ដើម ពី ឌួង ចិត្ត អណិតអសូររបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំពេលមួយនៅខ្ញុំហើយនឹងលោកដននីលោកដននីនៅឯងដននីយើងធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ធំពីអ្នកជិះឡានពីអ្នកទៅហោះផ្អើងបន្តិចលោករូបភាពហ្នឹងគឺយ៉ាប់មែនតើលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏ឈប់ឡានពីអ្នកដននីស្រាប់តែខ្ញុំគាត់តែឃើញពីមុនឃើញឈាមខ្លាចប្រងមិនអោយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំ ពីអ្នកដននីអង្គុយយើងលៀងឈាមយើងរុំរបួសស្អាប់គេគ្រប់គ្នាគេថាសំណាងល្អណាស់គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមដុកទ័រមកដល់ភ្លាមគេនិយាយគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមដុកទ័រមកដល់ភ្លាមដននីមិនមែនជាដុកទ័រខ្ញុំមិនមែនជាដុកទ័រប៉ុន្តែពួកយើងមាន First Aid Kit មួយនៅក្នុងឡានរបស់យើងយើងជូតយើងលៀងរុំរបួសគេអរគុណយើងខ្ញុំសំណាងល្អដែលគ្រោះថ្នាក់ចំពេលដែលដុកទ័រមកដល់គេអរគុណយើងខ្ញុំមិនមានចំណេញទេ ក៏ប៉ុន្តែដួងចិត្តមួយដែលក្តួលអាណិតគេថាតោះជួយគាត់ដល់នេះយើងពីរអ្នកជួយគាត់លោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងជួយបានចាប់ផ្ដើមពីដួងចិត្តរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំគឺគេត្រូវការលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជួយគេមានអ្នករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយ អ្នកដែលឈឺចាប់អ្នកដែលឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តអ្នកដែលគេសង្គមទាំងមូលបោះបង់ចោលអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនផ្លូវភេទអ្នកដែលមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអ្នកសុំទានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនគ្រោះរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សពបែបសពយ៉ាងគេមានតម្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សចេះជួយមនុស្ស មនុស្សចេះមើលថែមនុស្សលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំអាចជួយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមឡើងចេញពីដួងចិត្តដែលយើងមានមិនចាប់បាច់មានលុយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលមើលខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទាំងអ្នកដែលក្នុងបន្ទប់នេះទាំងអ្នកដែលក្នុង Facebook ប្រហែលជាអាចមានដួងចិត្តមួយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយមនុស្សនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្រៀងជាមួយនឹងលោកឈ្មោះបបភីសហ្នឹងលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ ប៉ុន្តែលុយឆ្លងកាត់តាមរយៈអង្គការរបស់លោកគឺរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សនៅពីពេញសកលលោកទាំងមូលលោកអង្គការរបស់លោកក៏បានជួយដល់ជនជាតិកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែរលោកអ្នកបងប្អូននេះជាចំនួនមួយដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យប្រើលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយទៀតដល់លោកគ្រូនិយាយរឿងជួយគេជួយគេជួយគេចុះខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំមានវិបត្តិ បាទលោកគ្រូឃើញខ្ញុំដើរឃើញខ្ញុំសើចឃើញអីប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំជាពាក់លុយគេច្រើនណាស់ខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេលោកគ្រូ
លោកគ្រូខ្ញុំឡងឆុងខ្លាំងមែនទែនលោកគ្រូលោកគ្រូទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលោកគ្រូលោកគ្រូចង់និយាយថាជីវិតនេះសឹងតែឲ្យផុតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅអស់ហើយលោកគ្រូសឹងថារស់នៅនឹងមិនវាស្លាប់ទៅល្អជាងលោកគ្រូ ផាយរស់នៅມັນសំតែមើលថាខាងមើលទៅល្អក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗនៅក្នុងខ្ញុំគឺខ្ទេចខ្ទីអស់លោកគ្រូគឺសឹងដូចជាបរោះម្នាក់ដែលដេកនៅស្ដោកស្ដឹងនៅក្បែរផ្លូវចឹងលោកគ្រូប្រហែលជាគេអត់បានដឹងប្រហែលជាគេអត់បានឃើញអំពីតម្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនណាមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែស្ទះឬក៏ស្ទះនៅក្នុងគំនិតរស់ CFC ស្ទះអស់លេងអស់ផ្លូវដើរហើយ ព្រះអង្គទ្រង់សັບប្រទេសចង់ឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានឃើញនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែតយុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនតយុទ្ធម្នាក់ឯងហត់ណាស់តយុទ្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់មនុស្សហត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះតយុទ្ធដែលទទួលបាននៅកម្លាំងថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គចម្រើនឡើងជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតយើងនោះយើងនឹងមានកម្លាំងថ្មីដើម្បីតយុទ្ធយកជ
ទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដែលរៀងរាល់ព្រឹកតែងតែថ្មីព្រះអង្គទូបង្គំទូលសូមព្រះគុណដែលមកពីព្រះអង្គព្រះគុណសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីព្រះគុណ សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីព្រះគុណដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តថ្មីព្រះគុណដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាមួយជីវិតជាមួយនឹងកម្លាំងនិងសមត្ថភាពថ្មីនិងរបៀបថ្មីព្រះអង្គទូបង្គំនឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំនៅព្រឹកនេះព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គ ដែលថាព្រះអង្គមិននៅឆ្ងាយពីទូបង្គំមិនទុកទូបង្គំណាម្នាក់ឲ្យកំព្រាឲ្យកោដោយគ្មានអ្នកណាជាជំនួយមកដល់ក្នុងជីវិតនោះឡើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាព្រះអង្គពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យមានរបៀបថ្មីដើម្បីដើរកម្លាំងថ្មីចម្រើនឡើងជានិច្ចដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រទេសជួយ ទូបង្គំសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នានិងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់នឹងដំណើរជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដាច់ដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នា